Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh Phong thủy Tuệ Khanh. Trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về cái hướng tài vận xây nhà cho tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thì trong video này tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn 5 cái nội dung chính sau. Nội dung đầu tiên là gì? Chọn cái hướng tài vận cho gia chủ 1968 là tuổi Mậu Thân. Nội dung thứ hai là gì? Sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về cái cách hóa giải nhà không hợp hướng. Nội dung thứ ba tôi chia sẻ cho quý vị và cách bố trí phòng bếp, phòng thờ, phòng ngủ, phòng vệ sinh, cầu thang ở chỗ nào cho nó chuẩn phong thủy. Đó. Nội dung thứ tư là gì? Tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về cách chọn cái hướng mở cổng, mở cửa. Mở cổng là một, mở cửa là hai, mở cửa phụ là ba. Ở vị trí nào thì nó được gì? Được tài lộc, đón được tài lộc cho gia chủ. Nội dung cuối cùng tôi chia sẻ cho quý vị là cách hóa giải cái thế sát trong phong thủy như là bếp, nhà vệ sinh, phòng ngủ, vân vân, nó bị phạm phong thủy chúng ta hóa giải như nào. Vậy, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bước vào nội dung đầu tiên, chúng ta tìm hướng tài vận cho gia chủ 1968 Mậu Thân để xây nhà đúng không? Thì chúng ta biết tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 có nạp âm có hành là đại dịch thổ hay đại trạch thổ. Cái cung mệnh của nó là cung khôn. Khôn thuộc thổ ở Tây Nam. Như vị chi là người 1968 Mậu Thân có mệnh trạch là gì? Là Tây tứ mệnh. Thì với những người Tây tứ mệnh sẽ có bốn hướng tốt, đó là hướng Tây là một, thứ hai hướng Tây Nam, thứ ba hướng Tây Bắc và thứ bốn là hướng Đông Bắc, đó là bốn hướng tốt. Trong bốn hướng tốt này có hai hướng tốt thật sự. Chỉ có hai hướng tốt thật sự thôi. Và với những người tuổi 1968 Mậu Thân thì cũng có bốn hướng xấu, đó là hướng Đông là một, thứ hai là hướng Đông Nam, thứ ba là hướng Nam và thứ tư là hướng Bắc. Đó là bốn hướng xấu. Thì với những gia chủ tuổi Mậu Thân 1968 mà ở những cái hướng nhà như hướng Tây này thì được thiên y này. Tây Nam là phục vị, Tây Bắc là diên niên và Đông Bắc là sinh khí. Thì cái nhà Tây tứ mệnh nó sẽ bị thoát vị ở cái sinh khí và cái phục vị. Tức là những người mà ở hướng Tây Nam này là một này, thứ hai là gì? Ở hướng Đông Bắc. Đấy, thì sau 3 năm. 3 năm ở xây nhà ấy, thì cái tài lộc của mình nó sẽ đi xuống, công việc nó cũng sẽ gì? Đi xuống tụt dốc không phanh. Thì quý vị cần phải hóa giải. Thì trong trường hợp này thì quý vị cần phải gì? Một số thầy vẫn khuyên quý vị là nên đập đi xây lại hoặc là bán đi mua nhà khác. Còn ở đây thì từ xưa các cụ đã truyền cho chúng ta một cái gì, một cái kinh nghiệm để làm cái việc này. Hóa giải rất đơn giản bằng cách gì? Nạp vận trong ngôi nhà, nạp vận lại trong ngôi nhà bằng cách gì? Một là đảo mái, đảo mái. Hai là gì? Lát lại nền, lát lại nền nhá. Đó, để đây là cách gì để hóa giải cái thất vị của cái nhà Tây tứ trạch, Tây tứ mệnh là hướng Tây Nam và hướng Đông Bắc. Như vậy là gì? Còn lại là gia chủ tuổi 1968 Mậu Thân có hai hướng tốt thật sự là hướng Tây là hướng Thiên Y và gì, hướng Tây Bắc là nó là Diên Niên. Đây thì quý vị hãy chọn hai hướng này và sẽ được tốt, tốt lành, may mắn. Trong trường hợp mà gia chủ Mậu Thân 1968 mà ở những hướng xấu như hướng Đông này phạm ngũ quỷ này, hướng Nam phạm lục sát này, hướng Đông phạm họa hại và hướng Bắc nó rơi vào tuyệt mệnh. Đấy, thì đây là những hướng xấu mà quý vị cần hóa giải. Hóa giải bằng cách này, bằng cách là quý vị treo trước cửa nhà một cái gương. Treo trước cửa nhà một cái gương bắt quái tinh cầu. Cái gương bắt quái tinh cầu được làm bằng gỗ đào. Trên nó khắc 8 quẻ tiên thiên và ở giữa nó có một cái gương cầu lồi. Đây là một cái pháp khí phong thủy chuyên để hóa giải nhà không hợp hướng. Đấy, chuyên hóa giải nhà không hợp hướng. Ngoài ra ấy, cái gương bắt quái tinh cầu nó cũng có tác dụng hóa giải những cái thế sát ở trước cửa nhà quý vị, như là gì? Trước cửa nhà quý vị là bãi tha ma, là đường đâm vào nhà, là bệnh viện, là đình đền miếu phủ chùa chiền. Đấy. Phía trước nhà quý vị có một cái cột thu phát sóng của bên viễn thông đúng không? Đấy. Đối diện là bệnh viện, đối diện là nhà xác, đối diện với lò hỏa thiêu, vân vân. Thì đấy là những cái thế sát xấu. Thì quý vị cũng sẽ dùng cái gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để hóa giải. Đồng thời sau khi hóa giải xong ấy, thì quý vị cũng cần phải chiêu tài lại trong ngôi nhà. Chiêu tài lại trong ngôi nhà bằng cách là sử dụng cái bộ mai hoa phú quý. Cái mai hoa phú quý được tết từ năm đồng hoa mai. Cái đồng hoa mai là một đồng đỏ được mạ vàng 18-24K. Cái đồng hoa mai được làm bằng đồng đỏ và được mạ vàng 18-24K. Thì đây là một cái pháp khí phong thủy là chuyên để gì? Chiêu tài, treo trước cửa nhà để chiêu tài cho quý vị. Đấy. Và nó được kết theo lối kết là chiêu tài kết. Đấy. Chiêu tài kết. Đấy. Thì trong cái lối kết chiêu tài kết này sẽ sử dụng cái đồng hoa mai để gì? Để chiêu tài cho quý vị. Thì cái pháp khí là gương bất quái tinh cầu và cái đồng hoa mai phú quý thì cũng đã được thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng. Khi quý vị mà thỉnh vật phẩm ở phong thủy độc tài thì đều phải sẽ cung cấp cái thông tin là ngày tháng năm sinh và giờ sinh, cùng thêm kèm theo hướng nhà để được tư vấn về thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng được tốt nhất. Đó. Còn trong trường hợp mà quý vị ở những hướng tốt như hướng Tây là thiên y, Tây Nam là phục vị, Tây Bắc là diên niên và Đông Bắc là sinh khí, ở trong cái hướng này vẫn không có được tài lộc, đúng không? Không có tài lộc thì làm thế nào? Thì đầu tiên quý vị cần phải kiểm tra lại.
kiểm tra lại cái thế đất nhà mình, đúng không ạ? Thứ hai là gì? Xem xét lại bố cục phong thủy. Xem xét lại cái bố cục phong thủy nhà mình đã chuẩn chưa? Thứ ba là gì? Kiểm tra lại cái vị trí đất. Vị trí đất đó nó có đắc địa hay không? Thì để làm được việc này thì quý vị cần mời thầy phong thủy về, đúng không? Mời thầy về. Mời thầy về thì khi thầy về thầy sẽ khảo sát, thầy đo đạc, thầy tính toán cho quý vị về. Thứ nhất là gì? Cái đất đó có phạm sát gì không? Ở được không? Và nó tốt cho ai? Thứ hai là gì? Nếu trong các đất đó nó bị phạm sát thì sẽ hóa giải như thế nào? Thứ ba là gì? Cách bố trí lại cái công năng phong thủy, sắp đặt lại bếp, bàn thờ, phòng ngủ, phòng vệ sinh, vân vân, để có được gì? Ở những vị trí nó phù hợp để có được cái tài lộc và có được may mắn. Đó, thì quý vị hãy liên hệ trực tiếp với phong thủy Lộc Tài để biết thêm chi tiết. Cái nội dung thứ ba tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về cách gì bố trí phòng thờ, phòng bếp, phòng ngủ và vệ sinh, cầu thang, chuẩn phong thủy. Thì chúng ta đã biết đúng không ạ? Đây tôi ví dụ một nhà là Trạch Khôn, là cho người ở người 1968 mộ thân ấy. Trạch Khôn là quý vị ở Tây Nam đúng không ạ? Đây là một hướng nhà Tây Nam. Còn các nhà hướng khác thì quý vị có thể comment bên dưới để tôi sẽ làm một cái video cho quý vị. Ví dụ nhà ở hướng Tây Nam, quý vị 1968 mộ thân mà ở hướng Tây Nam thì được phục vị. Được phục vị đúng không? Thì ở Tây thì sẽ là thiên y, Tây Bắc sẽ là phúc đức, Bắc sẽ là tuyệt mệnh, Đông Bắc sẽ là sinh khí, Đông hỏa hại, Đông Nam là ngũ quỷ và Nam là lục sát. Thì trong trường hợp mà quý vị mà ở nhà hướng Tây Nam thì cái bàn thờ quý vị có thể đặt ở chỗ gì? Một là vị trí bàn thờ đặt ở vị trí phía Tây Nam để được phục vị, hướng ra phía phục vị đúng không? Hai là đặt ở cái chỗ gì? Cung Tây để được thiên y, để bàn thờ. Thì nó cũng hướng được hướng tốt là hướng thiên y đúng không? Thứ ba là gì? Cái phòng bếp ấy, cái phòng ngủ ấy, cái phòng ngủ thì chúng ta nên chọn những cái vị trí tốt, như vị trí sinh khí hoặc là phúc đức chúng ta đặt. Đấy, thì phòng ngủ chúng ta đặt ở vị trí này, một là sinh khí ở phía Đông Bắc hoặc là gì Tây Bắc, chúng ta đặt phòng ngủ ở đây. Đúng không? Còn cái bếp và cái nhà vệ sinh là hai nơi để trấn hung thần, nên chúng ta sẽ đặt nó ở cái tọa hung hướng cát. Nếu chúng ta đặt ở tọa hung hướng cát thì bếp chúng ta, nếu chúng ta đặt bếp ở cái cung tuyệt mệnh này thì nhà vệ sinh chúng ta thể đặt được cung họa hại này. Còn phòng ngủ chúng ta để sinh khí hoặc là gì? Phúc đức. Đấy. Thì trong trường hợp gì? Quý vị mà ở cái nhà ấy, mà cái nhà vệ sinh, nhà bếp bị sai hướng hoặc là sai vị trí. Ví dụ như là cái nhà vệ sinh đặt ở cái cung bản mệnh là một này, thứ hai là cung càn. Thứ ba là gì? Ở trung cung. Đấy, nhà vệ sinh mà đặt ba cung đấy thì quý vị cũng cần phải trấn khí lại bằng cách là gì? Quý vị sử dụng cái hũ đá thạch anh đặt ở trong phòng vệ sinh. Là một, thứ hai là sử dụng ba đồng tiền hoa mai để trấn khí. Ba đồng tiền hoa mai được làm bằng đồng đỏ mạ vàng 24K ấy. Thì quý vị dán ở trên khuôn cửa nhà vệ sinh theo thứ tự là gì? Hình chữ hình, tức là đồng ở giữa là chữ, úp xuống, hai đồng hai bên là hình úp xuống để trấn khí nhà vệ sinh, hóa giải cái nhà vệ sinh không hợp hướng cũng như là hóa giải nhà vệ sinh nó cung tuyệt các cung xấu. Thứ ba là gì? Cái bếp vậy, nếu mà nhà quý vị mà có cái bếp nấu ấy, mà ở gì, quý vị nhìn từ phòng khách, từ cửa phòng khách nhìn vào mà nhìn thấy bếp đấy, thì quý vị cũng là một cái sát xấu rồi. Là một, thứ hai là gì? Quý vị đặt bếp ở cung càn, đặt bếp ở cung bản mệnh. Thứ ba là, thứ tư là đặt bếp ở vị trí trung cung. Như vậy quý vị mà rơi vào bốn cái sát trên thì quý vị cũng cần phải hóa giải cái bếp bằng cách là treo ở dưới gầm bếp một cái đồng tiền cửu tinh. Cái tiền cửu tinh với hình tượng là con rơi ngậm tiền đấy, ngậm cái tiền âm dương bất quái đấy, nó có tác dụng là gì? Hóa giải cái bếp bị phạm phong thủy. Ví dụ như là bếp nhìn ở từ cửa phòng khách nhìn thẳng vào bếp luôn. Thứ hai là gì? Bếp đã đặt ở cung càn. Thứ ba, bếp đặt ở cung bản mệnh. Và thứ tư là bếp đặt ở trung cung. Đấy, thì quý vị cần hóa giải nhé. Tiếp theo là cái phòng ngủ. Cái phòng ngủ mà quý vị đặt cung xấu ấy, như cung ngũ quỷ, họa hại hoặc là gì lục sát. Đấy. Và cái cửa sổ ấy, phòng ngủ khi mà nhìn ra, nó nhìn ra những vị trí xấu như là gì? À, nhìn ra bãi tha ma, nhìn ra nghĩa trang, nhìn ra nghĩa địa, nhìn ra cái rừng cây âm u, hoặc là nhìn ra có một cái cây to ở trước cửa phòng ngủ, vân vân, hoặc nhìn ra những vị trí âm u, thì quý vị cũng cần nên phải xem xét lại, chấn sát lại bằng cách là gì? Sử dụng một cái gì? Sử dụng một cái hồ lô gỗ đào. Cái hồ lô gỗ đào là cái pháp khí phong thủy chuyên để hóa giải cái âm khí. Đấy, quý vị đặt trước cửa sổ để làm gì? Để tăng cường cái tuổi thọ, tăng cường cái phúc đức cho gia đình và giúp cho những người ở trong phòng đấy có được tuổi thọ viên mãn cao, tăng cường tuổi thọ lên. Đó. Như vậy là gì? Tôi đã vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn về cách bố trí và cách hóa giải những cái nhà, cái phòng không hợp hướng. Còn trong trường hợp nhá, mà quý vị các cửa phòng đối nhau, bị phòng ngủ, cửa phòng ngủ đối nhau này, cửa phòng bếp đối nhau, cửa nhà vệ sinh đối nhau, hoặc là các cửa nhà bếp đối diện cửa nhà vệ sinh, vân vân, thì quý vị cũng sử dụng ba đồng tiền hoa mai để quý vị hóa giải.
Và cách dán là gì? Theo thứ tự là hình chữ hình, cái đồng một đồng chữ úp xuống, hai đồng hai bên là đồng hình để chấn cái khí, không cho hóa giải cái nhà cửa bị đối nhau đó. Và nội dung tiếp theo tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về cái chọn cái hướng tốt để mở cổng mở cửa, mở cổng mở cửa ở chỗ nào cho nó phù hợp. Đấy. Thì để mở cổng mở cửa chúng ta căn cứ vào cái vòng phúc đức. Cách khởi vòng phúc đức thì tôi chia sẻ quý vị ở một cái video khác. Còn video nào chúng ta thực hành luôn. Đấy. Thì với nhà hướng tây nam đúng không? Như vừa rồi chúng ta xét là nhà hướng tây nam. Tây nam sẽ gồm ba sân là mùi, khôn và thân. Đấy. Thì mùi nó rơi vào bại tuyệt thì chúng ta không mở cửa. Thì chi là còn gì? Còn khôn nó rơi vào vượng tài là một. Thứ hai là thân rơi vào phúc đức. Thì chúng ta sẽ mở cửa hai cung vị này. Đây, thì trong trường hợp mà quý vị mà mở cửa nhà hướng tây nam, quý vị đặt một cái thước lập cực đúng không? Đầu tiên xác định cái tâm nhà. Thứ hai là gì? Xác định cái đường trục tâm nhà. Nó song song với lại gì? Nó vuông góc với lại cái hướng nhà mình. Đấy, sau đó thì quý vị đặt cái thước lập cực vào, đặt hướng tây nam. Đây nhà hướng tây nam, chúng ta đặt tây nam nhé. Tây nam đặt vào tâm trùng với lại gì? Tâm của nhà và hướng để trùng với cái hướng mà quý vị đo được. Đấy, thì sau khi đo quý vị sân mùi là gì? Là không mở được cửa đúng không? Chúng ta sẽ mở chân khôn thân thì nó sẽ rơi vào từ đây đến đây. Đấy. Thì trong trường hợp quý vị mở cửa như này ấy, thì quý vị ưu tiên gì? Đấy nhá. Đấy mở vào phía này thôi. Còn trong trường hợp mà quý vị mở đủ cả thì quý vị ưu tiên đi bên tay phải, ưu tiên đi bên phải nhé để có được tài lộc. Đó. Trong trường hợp mà quý vị muốn mở một cái cửa phía bên phía nam là lục sát này, đúng không? Đấy, thì quý vị mở như thế nào? Bên phía nam sẽ gồm ba sơn là gì? Là bính, ngọ và đinh. Thì bính rơi vào xương dâm, ngọ nó rơi vào thân hôn và đinh nó rơi vào gì? Hoan lạc. Đấy, thì chúng ta sẽ mở cửa ở gì? Ở bên ngọ và bên đinh. Còn bính như ta không mở. Đấy, thì nam chúng ta vẫn đặt cái thước lập cực. Đấy, tâm trùng với tâm của gì? Tâm của nhà. Và cái hướng, cái đường tâm này trùng với cái hướng nhà quý vị đo được. Đó. Sau đó chúng ta chọn gì? Hướng ngọ và hướng đinh. Đây ngọ và đinh rơi vào đây, giai đoạn này, từ đoạn này. Tức là từ đây đổ lại và từ đây đổ sang. Thì quý vị có thể mở một cái cửa ở vị trí quanh chỗ này để làm gì? Để mở cái phụ bên này để chiêu tài lộc. Đấy. Trong trường hợp mà quý vị mở vào cái hướng ví dụ như hướng tây chẳng hạn nhé, ví dụ nhà quý vị hướng tây. Hướng tây mà mở cửa thì mở chỗ nào đúng không? Vị hướng tây nó sẽ có ba sân là canh, dậu và tân. Thì mở vào sân canh thì sẽ bị ôn hoàng, phạm ôn hoàng là xấu không được này. Tân nó rơi vào trường bệnh cũng không tốt này. Như vậy chúng ta chỉ còn vị trí là gì? Là dậu, là được tiến tài là tốt thôi. Đấy. Thì chúng ta sẽ mở như nào? Đấy. Chúng ta tương tự chúng ta đặt cái thước lập cực vào. Hướng tây đúng không? Tâm của thước trùng với tâm ở nhà. Cái đường tâm trùng với hướng nhà quý vị. Vị hướng tây thì quý vị từ sơn dậu quý vị phi ra này, dậu đây. Thì chúng ta sẽ mở được ở chính giữa. Đúng không? Chính giữa ngôi nhà. Trong trường hợp quý vị mở thêm rộng ra hai bên thì hai cửa hai bên quý vị đóng lại và nên đi ở chính giữa thì sẽ thu hút được cái tài lộc cho nhà mình. Đó. Còn nếu mà quý vị ở hướng gì? Hướng đông. Quý vị mở hướng đông thì hướng đông sẽ gồm ba sơn là giáp, mão, ất. Thì giáp nó rơi vào vượng tàm là tốt này. Mão rơi vào tiến điền là tốt này. Còn ất nó rơi vào khốc là không tốt. Thì chúng ta sẽ mở vị trí này, giáp và mão. Chúng ta đặt cái thước lập cực vào. Ví dụ đây là nhà hướng đông nhá. Hướng đông ta xét đến hướng đông. Hướng đông đây. Đông sẽ gồm ba sơn giáp, mão, ất. Ta đặt cái tâm thước trùng với tâm nhà và gì? Cái đường trục này. Đường trục tâm nhà trùng với cái hướng nhà quý vị đo được. Đấy. Thì gì? Đông sẽ gồm một sơn. Hướng đông là gì? Có sơn giáp và mão là mở được thôi, còn ất không mở được. Thì giáp và mão thì chúng ta sẽ mở bên tay hai được 2/3 đúng không? Nó được rơi vào tầm 2/3 bên tay trái. Đấy. Thì nếu quý vị mở cửa thì quý vị ưu tiên mở 2/3 bên tay trái. Còn trong trường hợp quý vị muốn mở rộng đủ ra thì quý vị ưu tiên đi bên trái nhé, ưu tiên đi bên trái với nhà hướng đông. Còn với nhà hướng ví dụ như là hướng đông nam này, đông nam nó sẽ rơi vào gì? Đông nam rơi vào ngũ quỷ. Mà quý vị muốn mở cửa hướng tốt đúng không? Thì đông nam thì sẽ có ba sơn là gì? Thìn, tuấn và tỵ. Thìn nó rơi vào cô quả là xấu, thông không mở này. Tỵ nó rơi vào thiếu vong, xấu thông mở. Như vậy là gì? Chúng ta chỉ có thể mở được cái chỗ gì ở cung tốn là được vinh phú thì nó cũng sẽ rơi vào chính giữa. Đây, đông nam nó sẽ gồm ba sơn thìn, tuấn, tỵ, đặt cái tâm thước trùng với tâm nhà, cái hướng nhà trùng với cái hướng trục của nhà này. Đấy. Thì chúng ta sẽ mở được cung ở giữa đúng không? Cung tốn ở giữa. Và quý vị mở ra hai bên thì ưu tiên đi ở giữa. Đó, đó là cái tài lộc. Như vậy là gì? Tôi đã vừa chia sẻ cho quý vị về cái hướng tài vận để xây nhà cho tuổi 1968 là tuổi Mậu Thân. Cùng theo cách bố trí phong thủy cũng như cách hóa giải nhà không hợp hướng cũng như là các bố cục phong thủy nó vi phạm. Kèm theo cách mở cổng mở cửa thế nào để thâu thu được tài lộc cho quý vị.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình ngày được tốt hơn. Xin cảm ơn.